Thì không biết là chị có thể tặng cho em cũng như là các anh đi, các anh đang xem đây, một ca khúc nào đó mà chị ưa thích nhất ha. À, chị trước nhất nha, chị chúc cho Thành Nguyên, vợ chồng Thành Nguyên nhiều hạnh phúc và mạnh khỏe trong cuộc sống để mà đi làm cách nói yêu thương như chị qua vậy nè. Chị cầu chúc cho em trẻ đẹp với vợ em nha. Chị trong nước và ngoài nước, chị thì hát cũng hay thì hay theo karaoke thôi. Chị cũng là ở nhà chơi cao hoài vậy đó em, chị thích lắm. Mần cực thì cực nhưng mà phải đi hát với nhau. Tánh chị dễ nhà mà cũng không có bạn trai mà cũng không có bạn gái, cũng nhiều người để ý chị lắm à. Và chị không quan tâm tới em ơi. Thôi chị hát ha, không hay nha. Nhưng mà không biết thuộc tới đâu thì nên tới đó. Hát hay không bằng hay hát chị nha. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu, ngày hôn lễ tôi xin quên à. Dạ em mời chị. Mời chị. Thành Nguyên chào mừng chị đã đến với kênh Thành Nguyên kết nối yêu thương. Chị Hoa, chị tên Quỳnh Hoa. À, chị Huỳnh À, Hoa chị chào em. Dạ. Chào Thành Nguyên. Dạ. À. Chị ngưỡng mộ em đã lâu rồi, nay chị mới gặp em đó. À vậy hả? Dạ. Tính nãy giá luôn rồi em ơi. Tính là giá luôn hả? Sao vậy? Già rồi, 54 rồi em. Dạ. Trời ơi, 54 đang trẻ chán. Đâu đã gì mà già. Chị là Quỳnh Hoa Dạ. ở xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. À, ở Đồng Tháp Hôm hả chị nay chị ha? 54 tuổi. Dạ. Tuổi thân, mậu thân á em. Dạ. Thế là ngày hôm nay chị qua đây cùng với ai? Chị đi với thằng em ở xóm. Chị không biết đường À đi, vậy chị mượn hả? nó chạy giùm mới quen à. À là có nghĩa là có người em ở trong xóm. Em ở xóm, chạy giùm. À, đưa chị tới đây ha. Rồi chị di chuyển qua đây thì chắc cũng khoảng đâu đó hơn tiếng chứ nhiêu ha. Xa lắm em ơi. Chị không biết đường đi, đi lộn mấy em hẹn chị 10 À. giờ, chị lộn tới 11 giờ mấy luôn. Ngày hôm nay chị tới đây là em cũng đã ghi nhận cái tấm lòng của chị rồi. Bởi vì chị đã tin tưởng cái kênh của em rồi, cũng có theo dõi rồi, như thế nào đó thì chị mới tới đây phải không ạ? Chị tin tưởng em. Thì không biết là trong thời gian qua chị có xem cái video của em nhiều không? Nhiều em, Nhiều hả? nhiều nhưng mà không có nghĩ là để đi kết nối như vậy. À, sao vậy? Bạn bè nói chung là anh em đồ này kia tóc suối chị. Ông xã chị mất 21 năm rồi. Ồ, mất Mà không lâu có rồi hả? cháu, không có con. Không có con. Không. Sao cái hồi đó mình lại không có sinh con chị, hay là có lý do gì? Chắc hồi xưa em ơi. Chị đi cây ngoài rừng á em, rồi sốt uống kinin á. Chứ không có con được. Chắc vậy á. Chứ chị cũng Chứ cũng không đi. có đi khám bệnh hả? Có chứ. Đi giết nghèo luôn em. Đi nghèo Đi khám bệnh giết nghèo Nhưng luôn mà không biết, để Thanh Nguyên hỏi quý vị đang xem đây là không biết chị Hoa có nghèo không? Thế em thấy là chị cũng cũng có bệnh á. Thì không biết là chị có không? Không, chị Nhưng có mà bệnh hoạn chân em ơi. em thấy chị bị bệnh vàng da Thật ra tại ở nhà nó quen à. quen Hồi xưa giờ mấy chục năm nay nó vậy đấy em ơi. Vâng, em diễn diễn chút xíu vậy thôi đúng không ạ?
Rồi chị cho em hỏi chút xíu này, rồi trong cái thời gian mà chồng chị mất như vậy đó, thì chị có tìm hiểu thêm ai không? Không em ơi, thấy thì sao không có tin tưởng được. Tại sao là vậy chị? Cũng không kén mà cũng không có là lựa cho lắm. Nghèo giàu không thành vấn đề em. Quý là quý cái tấm lòng chung thủy. Ăn thật, nói thật. Tính chị cũng hơi khó. Cũng nói luôn ha. Nói luôn, khó. Khó. Khó khó là khó như thế nào chị chia sẻ. Nói chuyện với chị 1-1-2-2. Nghèo giàu không thành vấn đề. Hôm nay chị cũng thật sự nói chị cũng có nhà có đất mà chị bán hết à. Chị tập trung về thắp nhang cho cha với mẹ. Tại vì mấy đứa em nó có vợ rồi, nó ở riêng hết à. Thế rồi bán hết rồi chị ở đâu? Chị ở nhà ba má chị. À, vậy. Có mình chị à. Có nghĩa là ba má mất rồi. Mất rồi, chị về thắp nhang. Thờ phụng ba mẹ. Dạ. Rồi khi mà chị đi tới gặp em như vậy thì anh em bà con có ai biết không? Không, em mà giấu lắm, em mà mắc cỡ lắm mà. 54 rồi em. Nhưng mà chị có biết rằng là cái khi mà chị tới với chương trình của em á, là chị sẽ phải lên hình và ai cũng biết chị không? Không sao. Không sao à? Khoái nữa. Khoái cho người ta biết mình không chồng vậy đó. Nên mình này cũng kiếp nữa yêu thương của mình chứ em, lẽ giờ chung vùi cuộc đời như vậy em. Dạ, đúng rồi. Nói chung là hạnh phúc của mình thì mình tự tìm. Nhưng mà chị tin tưởng Hành Nguyên. Hành Nguyên kiếm cho chị một người chân thật, còn ngoài đời thì thiếu gì em. Nhưng mà nói không có thiệt tình. Thế rồi hôm ngày hôm nay này, chị tới với em thì chị muốn bày tỏ như thế nào này? Thì vậy thôi. Thì cũng kiếm cái người như ví dụ như chị 54 vô. Kiếm người như cả 54 hoặc 56. Có nghĩa là bằng lớn lớn hơn chị. Hơn tuổi chị. Ít tuổi thôi. Lớn hơn ít thôi. Tuổi ít thôi. Khoảng độ 60 đổ về á. Thôi đi 60 già quá em. Tại mình 54 rồi mình kiếm 54 đi em. Hoặc 54-56 thôi. Trong lớn quá. Trong độ khoảng 54 cho đến 56 thôi ha. Lớn quá tội nghiệp chị. Còn ít hơn cũng được. Thôi ít hơn ngại lắm em. Ngại lắm ha. Ok. Dạ thì những cái điều gì mà chị mong muốn thì chị chia sẻ đây thì các anh có nghe được mà đúng trong cái khoảng tuổi đó. Dạ thì các anh tiến tới thôi. Dạ. Còn chị có yêu cầu gì không về công việc, về hình thức của các anh nào? Xứng với chị thôi, tại chị to con á. Hồi xưa chị ốm em à. Chị ốm hồi đó chị có 37kg à. Ồ vậy hả? Tại ba chị đó. Ba chị thấy chị ốm á, ba chị cho uống thuốc bắc rồi là kia đó. Chị vô nước biển vàng rồi đó cơ. Tự nhiên chị phát phì lên luôn à. Rồi giờ nhịn đói chết sáng giờ chưa ăn nữa. Mà cũng không ốm à. Không, không ốm. Hạ cũng không được. Không. Chị nhịn đói nguyên ngày luôn á, 2-3 ngày luôn á. Mà cũng không ốm em ơi, sao kỳ quá, chị cũng không hiểu làm sao đó. Tính uống thuốc ốm mà, tại vì nếu mà uống thuốc ốm mà sống có một mình à. Không cha, cũng không mẹ nữa. Rồi, em nghĩ là trong cuộc sống của chị thì cũng vô lo, vô nghĩ nhiều, nói chung là vô tư á. Không. Vô tư thành ra. Không là... Không giàu mà được, cũng sống được. Rồi chị Hoa có thể chia sẻ cho em một chút xíu về công việc hiện tại của chị là chị đang làm gì? Chị làm hụi hàng ngày ấy. À chị làm hụi hả? Ừ. Ngoài cái đó ra thì cũng không có làm thêm gì nữa. Không, chị làm mấy chục năm mà. À vậy hả? Nhưng mà em thấy làm hụi này em thấy cái rủi ro nó cũng nhiều lắm á, chị có thấy vậy không? Không em. Chị dễ thương người ta không có giật chị. À đúng rồi, em cũng thấy chị dễ thương là sao người ta giật. Chị làm ăn hay nói chuyện thì cũng rõ ràng. Chị tánh chị thì cũng nên thành ra người ta tin tưởng, người ta chơi hụi với chị mấy chục năm nay người ta làm ăn với chị nó cũng suôn sẻ lắm mà không có gì chứ nghe. Mà có một cái là chưa có kiếm được người chung nhân mà sống với mình đã chọn đời em ơi. Kệ nó, nghèo giàu vẫn được chứ, không tiền cũng được mà có tiền cũng được. Yêu cầu sống với mình thật sự thiệt tình thôi à. Có nghĩa là ngoài cái thiệt tình ra thì không có cần một cái gì. Không, không cần nhé. Tới với chị rồi về ở với chị là hai vợ chồng sống với nhau vui vẻ hạnh phúc thôi ha. Chị Hoa cho em hỏi chút xíu này, nếu như các anh mà đang có con á
mà đang nuôi con á, thì có cái trở ngại gì đối với chị không? Không, chị không ưng em mà. À, chị không ưng. Không, sống như ví dụ như con gả hết, cứ vợ hết. Yeah. Sống một mình thì chị còn ưng. Yeah. Chứ còn mà có con chung chạ gì chị không ưng mà. Yeah. Không ưng. Yeah. Nít thì cũng thương nhưng mà tại vì chị thì sống tự do quen à. Rồi có con rồi chị phải lo con ảnh nó tội nghiệp cho chị. Dạ. À, nói chung là người đàn ông mà tới với chị là phải sống đơn thân. Đơn thân. Không có vướng bận gì về gia đình, con cái. Dạ. Dạ. Còn ngoài ra thì chị không có yêu cầu gì về hình thức, không có yêu cầu gì về công việc hay là tiền tài này kia. Không. Dạ. Em nghĩ là sau cái chương trình ghi hình của chị ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều anh đăng ký để kết nối cùng chị đấy. Dạ. Chị cũng còn mong vậy. Cho nữa cuộc đời chị còn ở lại thì cũng còn có người để mà mình cùng sống với nhau cho tới trăm tuổi già em ơi. Chứ chị ở chị có mình tội nghiệp chị là 21 năm rồi. Dạ. Mà sao trong cái thời gian mà chồng chị mất như vậy đó mà chị không có tìm hiểu ai là sao? Nhiều người thương chị quá mà thôi chị thôi đi em ơi. Như là nghèo quá, lo làm ăn chị lo làm ăn, chị không có quan tâm tới đàn ông nữa. Yeah. Hình như là cái đầu không còn tin tưởng nữa. Rồi thế sao bây giờ đến cái tuổi này rồi chị mới tìm đến cái chương trình của em? Mình thấy 54 tuổi già rồi. Yeah. Yeah. Rồi cái mình cũng đi kiếm một người chung nhân em để cùng nhau mà lo cho bệnh hoạn là già. Chứ rồi như chị bệnh ai lo chị đây? Ba thằng em trai, ba anh em. Yeah. Ba anh em, ba anh em, ba người anh của chị. Yeah. Ba người em của chị. Yeah. Thì cũng đâu lo được cho mình đâu. Yeah. Thì mình kiếm chồng đi. Thì chị cũng nhờ em là kết nối cho chị một anh là chân tình. Yeah. Thương chị là thật sự để cùng nhau để mà vượt qua tới trăm tuổi già. Yeah. Thì ngoài cái ngoài những cái điều mà chị chia sẻ ra đó thì chị Hoa có cái năng khiếu gì đó không, hay là có cái điểm mạnh hay điểm yếu gì đó không? chị thích hát lắm. À, chị thích hát hả? Ừ, thích hát nhưng mà hát hay, nhưng mà điều có một cái là không thuộc, ghi karaoke thì làm được. À, ví dụ như vậy đó. Yeah. Chị coi trên TV thì chị cũng thích Thành Nguyên. Thích là em cái cách của em nói chuyện, đạo đức, tác phong. Yeah. Rồi em cũng hiền. Yeah. Chị rất là thích, hôm nay chị mới được gặp. Yeah. Em đó. Tại vì chị là rất là thoáng. Yeah. Như buổi sáng đó em là 7 giờ rưỡi chị thức dậy. Xong chị đi ra 6 cái chợ chị làm. Yeah. Chị làm hụi. Yeah. Cái chị về là chị tắm rửa, nói chung chị ăn cơm tiệm em ơi. Yeah. Rồi cái chị lên võng chị nằm mà chị bắt máy quạt lên chứ chị cũng không có máy lạnh, máy lét gì trơn á. Yeah. Thì chị cũng còn nghèo em ơi. Nghèo. Rồi cái chị bắt Thành Nguyên lên, cái chị coi hả? Coi. Yeah. Cái giọng nói của Thành Nguyên á. Yeah. Nói chuyện cái chị mới nghĩ là Thành Nguyên là tánh tình, đạo đức. Yeah. Chị rất thích người đạo đức. Yeah. Rồi chị thích em, cái chị điện cho em bắt máy liền, chị quá mừng luôn em. Quá mừng luôn. Yeah. Mà nó rung em ơi, rung. Nói với em mà cái bắt đầu rung. Yeah. Rung, trời ơi, mình già quá rồi. Lên từ quy không biết có sao không? Người ta cười chết đi. Dạ, dạ không có, tuổi như chị 54 là đang còn rất là trẻ. Bởi vì có những cô chú bây giờ cũng gần 70 và hơn 70 có. Ờ vậy hả? Dạ, thì nếu như so với tuổi chị là hơn chị cả 20 tuổi đó. Dạ, là cái chuyện đó nó cũng bình thường, không có gì hết á. Bởi vì hạnh phúc của mình thì mình phải tự lo chứ đâu ai lo được cho mình đâu. Cho nên là mình thấy cái gì đủ thì mình sẽ thấy đủ, còn cái gì thiếu thì mình sẽ phải đi tìm. Dạ, giống như chị bây giờ thì nhờ em đó. Dạ, nhờ em đó nó mới vui. Chị mới cười quá. Chung là khóc em mà khóc nhiều khi muốn chết cho rộng nè. Nằm 4 tuổi rồi mà không có con. Dạ. Nói chứ cũng tội nghiệp chị lắm em. Ừ. Tội nghiệp chị. Trước đó chị có tính là sẽ nhận một ai đó làm con không nuôi. Em ơi. Ừ. Trong lòng mà không thích. Ừ. Không thích. Phải là con của mình. Con của mình. Ừ. Dạ. Ừ. Nhưng mà cho em hỏi cái điều tế nhị này chút xíu này. Nếu như mà trường hợp mà chỉ mà kết nối với được một anh nào đó thì chị có tính cái điều đó không? Về chị còn mà. Chị còn.
còn có thể có thể có con à. Nhưng mà được. Không biết là có hay lại không thì mình không có biết. Dạ. Tại vì chị mất ông xã, chị mất tới 21 năm mà. Ừ. Rồi chị cũng lo làm ăn cặm cụi cũng nghèo em ơi. Rồi lo làm, cứ lo làm hoài hoài vậy, không có lo tương lai cho mình. Tự nhiên cái gặp mấy em nè. Rồi nói thầy điện được mừng quá à. Rồi vậy thầy Nguyên ơi, thầy cho chị kết nối tình duyên đi cưng. Cái cưng hẹn cái chị đi liền đó. Dạ. Cái lúc nãy chị chia sẻ với em cái năng khiếu của chị là chị biết hát, thì không biết là chị có thể tặng cho em cũng như là các anh đi, các anh đang xem đây, một ca khúc nào đó mà chị ưa thích nhất ha. Chị trước nhất nha, chị chúc cho Thành Nguyên, vợ chồng Thành Nguyên nhiều hạnh phúc và mạnh khỏe trong cuộc sống để mà đi làm cách nói yêu thương như chị qua vậy nè. Chị cầu chúc cho em trẻ đẹp với vợ em nha. Chị trong nước và ngoài nước, chị thì hát cũng hay thì hay theo cao kê thôi. Chị cũng là ở nhà chơi cao hoài vậy đó em, chị thích lắm. Mần cực thì cực nhưng mà phải đi hát với nhau. Tánh chị dễ nhà mà cũng không có bạn trai mà cũng không có bạn gái, cũng nhiều người để ý chị lắm à. Và chị không quan tâm tới em ơi. Thôi chị hát ha, không hay nha. Nhưng mà không biết thuộc tới đâu thì nên tới đó. Hát hay không bằng hay hát. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu, ngày hôn lễ tôi xin quên à. Cao kê là cũng hay lắm mà. Hay à, cho chị xin lỗi nha. Dạ không sao. À, chị em, ha. Em thấy ai ai mà về ở với chị Hoa chắc cười suốt ngày với chị quá. Dạ hả? Chị em cũng thấy, chịu cái người như vậy đấy mà vui vẻ thì chị là chị chịu à. Dạ đúng rồi, bởi vì cuộc sống có bao lâu đâu mà hững hờ hay chị ha, mình phải vui chứ. Vậy đó. Thì thỉnh thoảng chị biết số em đó, cứ chị mà giờ đi xuống Cần Thơ à, ăn uống hay đi nhà hàng là chị gói em ghẹo em liền luôn. Gọi em liền luôn, vợ chồng em, con em rồi này kia đi chơi với chị qua. Chị thì cũng không có giàu có gì em ơi, mà khá vui. Hát vui. Thì sau ngày hôm nay đó, sau ngày hôm nay này, em sẽ đăng tải cái video này lên, rồi thăm dò ý kiến của các anh. Nếu như mà các anh trong cái độ tuổi mà từ 54 cho đến 56 ha, mà có muốn kết nối với chị Hoa thì em sẽ là cái nhịp cầu nối cho các anh các chị tiến tới. Chị đãi ông Mai cái đầu heo á nha. Đãi ông Mai cái đầu heo. Đãi em cái đầu heo. em nhận. Thật ra thì khi mà làm những cái chương trình kết nối như thế này đó chị, tụi em cũng mong muốn cho các anh các chị thành đôi thành lứa, thì tụi em mới vui, bởi vì là kết nối hoài mà không có ai thì tụi em cũng buồn chứ. Với lại là cái khi mà tụi em làm cái chương trình kết nối như thế này là tụi em cần các anh các chị phải công khai hình ảnh và cái tình trạng hôn nhân thật sự là minh bạch, bởi vì là tụi em rất là sợ vì có những anh những chị mà chưa có ly hôn mà vẫn đến với chương trình của tụi em để mà làm cái chương trình kết nối này là tụi em không có chịu. Nhưng mà lúc nãy giống như chị chia sẻ đó thì là như chị đã mất chồng rồi, ông xã mất em. Ông xã nước ngoài, chị giấu em nãy giờ đó. Ông xã Đài Loan. Mất em. Thì đó thì nhưng mà tại chị không nên nói lên như vậy, nó như là cái phô trương quá. Nhưng thành ra chị giấu chứ không nói chứ ông xã của chị ở Đài Loan. Rồi mất rồi chị lãnh lương, rồi chị lãnh tiền á. Tiền mất của ổng á. Rồi chị về nước mấy năm rồi. Thành ra chị ý của chị không có muốn lên đây để nói như vậy. Rồi những cái điều mà chị vừa mới chia sẻ đây đó thì em đã ghi nhận đây, thì chị có muốn em cắt bỏ cái khúc này không hay là chị muốn giữ như vậy? Hay là muốn... Thì cũng được thôi, đã có gì đâu. Chị cũng muốn chia sẻ thật lòng. Với hơn nữa là ở tỉnh Đồng Tháp người ta cũng gần nè. Tại vì chị đi lấy chồng Đài Loan thì ai cũng đều biết em. Dạ.
Dạ, ok chị. Còn xã mất thì chị về nước, chị cũng làm ăn tại tại địa phương. Ừ. Dạ. Như vậy là chị về Việt Nam được bao nhiêu thời gian rồi? Lâu rồi em ơi, hai mấy năm rồi. Ồ, hai mấy năm luôn à? Ừ. Nếu mà cái nhà em chết thì chị còn hẹn được 12 tháng. Rồi cái chị về ở được 12 tháng là bắt chị lên máy bay là cách ly là cho mình lãnh tiền là về xứ luôn đấy em ơi. À vậy hả? Ừ. Dạ. Yeah. Giờ luôn tới giờ thì nói chung thì nói thật cái nguyên mà nói. Cũng nhiều người cũng dòm ngó chị lắm. Thì cũng thích tính tình chị sống bình dân thoải mái lắm. Khoảng khoái chứ không có kiểu là kêu căng hay là ta đây có tiền rồi không có. Chị không có như vậy. Yeah, yeah. Chị sống bình dân lắm. Ừ. Em mới nhìn qua chị là em hiểu rồi. Dạ. Với lại là cái khi mà mình đi tìm hiểu ngoài đó thì mình không có biết được là thực hư cái người đó người ta sẽ ra sao hả chị ha. Ừ. Dạ. Ít nhiều gì cái khi mà mình ghi hình như thế này, mình lên hình thì mình đã còn biết đôi chút về cái người đó. Ừ. Cũng như là cái tình trạng hôn nhân rồi gia đình con cái tuổi tác này kia, bởi vì là người ta có muốn giấu cũng không giấu được. Vì cái khi mà lên hình á thì anh em bà con xóm giềng ai cũng biết. Ừ. Mình giấu thì đâu còn cái cửa nào mà làm ăn để sinh sống này kia đó, người ta nói mình xào này kia ha chị ha. Ừ. Dạ, đó thì là cái khi mà lên mấy chương trình của tụi em á, thì là tụi em cần các anh các chị chia sẻ thật lòng những cái điều đó, bởi vì khi mà mình mà nói sai cái điều gì đó thì cái được mình ít mà cái mất nó sẽ nhiều. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi thì cuối video chị Hoa có điều gì muốn nhắn nhủ riêng tới cho các anh không này? Các anh nói riêng và các cô chú anh chị đang xem đây nói chung. Chị cũng chào Thành Nguyên nói với em như thế này thì hơi bây giờ thì tới đây nó cũng vừa đủ rồi. Yeah. Ha. Yeah. Em nói chuyện thì chị cũng không nói hết ý của chị Hoa. Yeah, rồi cũng được thỏa lòng mong muốn nói. Như là chị cầu chúc cho em gặp nhiều may mắn trên cái sự nghiệp làm ăn của em. Yeah. Riêng chị Hoa thì cầu chúc những cái anh nào. Yeah. Mà thấy chị Hoa thì sống không có kêu căng gì đâu. Yeah. Sống bình dân lắm. Bình dân. Không có là đòi hỏi về giàu có như vậy trơn á. Yeah. Ví dụ như mà cảm thấy Hoa có duyên hay có nợ gì đó. Yeah. Thì cứ đến với Hoa. Quỳnh. Yeah. Hoa, chị là Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa. Chị Quỳnh. Yeah. Hoa. Năm nay là chị 54 tuổi. Yeah. Mẫu thân đấy mà chị. Yeah. Tuổi mẫu thân đó. Yeah. Quê quán ở xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Yeah. Hôm nay thì chị cũng ở nhà có một mình, ở nhà ba má chị, thắp nhang cho ba với má. Hàng ngày thì chị làm hủi cũng 6 cái chợ gì đó em ơi. Dạ, 6 chợ luôn. Ua, cực lắm em. Cực lắm, cực lắm em. Rất là cực. Đi về đi tới nhà ba chị là 9 giờ đêm á. Cực lắm. Dạ. Cái lúc nãy chị mới chia sẻ rằng là trước khi đi tới đây là chị có thắp hương cho ba mẹ hả? Có chứ. Rồi có xin không? Có xin là chị được may mắn không? Xin. Có hơn không? Ba chị với má chị nói chị nghe luôn hả? Nói chứ cũng còn có một mình em à. Yeah. Cái gì cũng đều đủ hết, nhưng mình thiếu con cái tấm chồng thôi. Yeah. Yeah. Lên đây để chị không kiếm. Đó là chị nói là chị không có giàu có gì hay là thiếu thốn gì á, thực ra đó là em biết chị khiêm tốn. Yeah. Chứ chẳng lẽ mình lên đây mình nói như vậy ha. Yeah, đúng rồi. Yeah. Ok chị, thì sau ngày hôm nay em sẽ đăng tải cái video này lên rồi. Có như thế nào thì chị chờ điện thoại của em ha. Để anh nào muốn kết nối thì em sẽ đăng tải cái video của anh đó lên. Rồi chị mà có ưng bụng đó thì em sẽ làm cái chương trình kết nối cho hai anh chị. Trước mắt thì nếu như anh nào đó mà kết nối với chị, mình chị mà ưng bụng thì em sẽ trao đổi số điện thoại của hai anh chị với nhau. Để hai anh chị cứ trò chuyện qua lại thôi. Trước mắt thì cứ làm bạn. Sau đó mà cảm thấy hợp ok thì mình tiến tới. Nhờ ông bằng mai mát tay là mai ha. Nói chung là em thì cũng không có biết là cái duyên của chị nó nằm ở đâu. Thì tùy duyên đấy hả chị ha. Và tùy duyên đi. Nó tới lúc nào thì em sẽ nắm dùm cho chị rồi em trao cho chị. Ok chị ha. Vâng, kính thưa quý vị, thì những cái tâm tư, những cái tình cảm của chị Huỳnh Hoa ở Cao Lãnh, Đồng Tháp đã chia sẻ cho quý vị thì quý vị cũng đã nghe, các anh cũng đã nghe rồi.
thì việc còn lại là của các anh thôi. Và còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin tạm dừng cái video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn ủng hộ Thành Nguyên trong thời gian qua, và hy vọng là trong thời gian tới nữa. Như thường lệ thì quý vị xem video đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thành Nguyên nha quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ok chị Hoa, dạ, ừ. Rồi có gì thì em sẽ rồi chị cảm ơn em nhiều nha Nguyên. Dạ, dạ. Hồi đó giờ coi ở trong cái tivi chứ không có thấy ở ngoài, bây giờ mới thấy. Chị cảm ơn em nhiều ha. Cảm ơn em nha.